tôi sẽ đưa ra một cái bảng, trong đó sẽ có một con số có 5 chữ số. Chúng ta là người điền đại vào trong đó mỗi người một chữ số. Sau đó cái số đó chúng ta giữ bí mật. Và bạn phải dùng cái đầu nhỏ bé này tính toán làm sao đi tìm ra được cái giao điểm là cái con số mà chúng ta cho trong 1380 con số này. Ở đây có 5 cái ổ khóa. Mỗi một cái ổ khóa sẽ tương đương với một cái chữ số mà chúng ta đã cho bạn để tạo ra một số có 5 chữ số. Bạn sẽ tìm ra con số đó và cái password nằm ở đây. Khi bạn mở được cái thùng này ra thì bên trong sẽ là một bảo bối giúp cho bạn thông minh hơn người. Và tôi xin mời hệ thống cho chúng tôi thấy tọa độ mới vừa được ấn định. Và ma trận bắt đầu. Mời em. Tức là khi mà làm thế là các bạn sẽ phải nhớ tọa độ của cả 7 và sau đó thì là tìm ra được hai cái đường vuông góc với nhau để xác định cái tọa độ. Nhớ nữa. Dạ vâng. Nó có cái quy luật nhưng mà thầy. Nó không có quy luật. No. Thử thách thành công. Wow. Bí quyết sẽ giúp em thông minh hơn người. Trận số nguyên tố. Một ma trận số khổng lồ bao gồm 1380 con số. Mỗi ban giám khảo lần lượt đưa ra một con số để hợp thành mật mã gồm 5 chữ số. 5 chữ số này sẽ được cài làm mật khẩu mở khóa của 5 ổ khóa. Giám khảo khách mời sẽ giấu mật mã 5 chữ số này tại một vị trí bất kỳ trong ma trận số khổng lồ. Máy tính sẽ tự động tạo ra ma trận khác bằng 7 số nguyên tố để giấu mật mã này. 7 số nguyên tố này lần lượt nối nhau bởi các đường thẳng. Chỉ có duy nhất 2 đường thẳng vuông góc với nhau. Điểm giao nhau giữa 2 đường thẳng vuông góc này chính là vị trí của mật mã cần tìm. Người khiêu chiến quan sát ma trận số để tìm ra được mật mã và mở được 5 ổ khóa tương ứng sẽ giành chiến thắng. Tôi sẽ đưa ra một cái bảng. Trong đó sẽ có một con số có 5 chữ số. Chúng ta là người điền đại vào trong đó mỗi người một chữ số. Sau đó cái số đó chúng ta giữ bí mật. Và bạn phải dùng cái đầu nhỏ bé này tính toán làm sao đi tìm ra được cái giao điểm là cái con số mà chúng ta cho trong 1380 con số này. Ngoài cái chuyện là bạn ấy thông minh, bạn ấy giỏi với cái này rồi thì cái trí nhớ nó phải kinh khủng. Xin mời bộ phận hỗ trợ khoa học cho chúng tôi bạn. Thưa quý vị, chỉ có chúng ta biết con số đó là số nào thôi, bạn sẽ không được nhìn. Và tôi xin phép được điền con số đầu tiên vào cái ô này. Xin những vị giám khảo còn lại mỗi người cho tôi một số bất kỳ. Ban giám khảo đang tiến hành đưa ra những con số ngẫu nhiên.
Với một ma trận số khổng lồ như vậy, đây quả là một thử thách đòi hỏi Huy Hoàng phải tập trung cao độ. Và để cho mọi người thấy, cũng như là giám khảo có cơ hội được giám sát, anh mời Tóc Tiên sẽ cùng lên cùng với thầy mình giấu con số này vào ma trận. Xin mời. Em mời thầy sẽ chọn cái kinh độ đầu tiên, thầy sẽ điền vào đó, còn Tóc Tiên sẽ chọn một vĩ độ dùng trấn thành nhé. Xin mời em. Mời Tóc Tiên, em sẽ điền vào một vĩ độ. Thưa quý vị, và đây là tọa độ của điểm mà chúng ta sẽ giấu con số có 5 chữ số này vào đó. Và một lần nữa tôi xin được nhắc lại là ở đây có 5 cái ổ khóa trưng cho đẹp. Dạ không, không đơn giản như vậy. Và mỗi một cái ổ khóa sẽ tương đương với một cái chữ số mà chúng ta đã cho bạn để tạo ra một số có 5 chữ số. Bạn sẽ tìm ra con số đó và cái password nằm ở đây. Khi bạn mở được cái thùng này ra thì bên trong sẽ là một bảo bối giúp cho bạn thông minh hơn người. Đã thông minh lại còn thông minh hơn. Bây giờ tôi mời tổ trợ lý khoa học sẽ lên đây set mật mã cho ổ khóa của cái container này. Và đồng thời chúng tôi mời quý vị hướng mắt về màn hình để xem tọa độ mà chúng ta vừa cho nó nằm ở đâu trên cái ma trận này. Thưa quý vị, nó là cái số màu đỏ. Đó, vâng, nhiệm vụ của bạn là tìm ra con số đó. Và cuộc thi bắt đầu. Em hỏi là hình như là bị chỉ mật mã bị lỗi không ạ? Từ từ. Cái gì em? Em có phát hiện cái điều gì? Vị trí B5 13. B5 mật mã bị lỗi phong. Và 13 mật mã nó bị lỗi phong. Vì sao? Nhìn phong nó khác so với các vị trí còn lại thôi ạ. Cái sự sai số của cái phong chữ nó rất là nhỏ thôi. Có nghĩa là chúng ta dùng cái phong chữ khác nên cái độ lớn của cái chữ nó không bằng và bạn đã phát hiện ra. Ví dụ như tôi chẳng hạn mà phải trải qua một kỳ thi thế thì chắc là thôi mình láo cá, mình biết thừa là cái này nó khác hẳn thì chắc chắn là con số này, thì mình làm một phát để cho giật gân là tôi tìm ngay ra con số đấy. Nhưng mà không, rất là trung thực. Đó là số chúng ta đã đưa ra. Tôi đây thật kỳ thường, tôi bây giờ đây kiên cường, khi tôi là chính mình, người người sẽ. Thưa quý vị, vì bạn nhỏ đã phát hiện ra quá nhanh và cái con số đó đúng là lỗi do cái người setup. Chúng tôi xin được một lần nữa cài lại một số mới. Đây là tọa độ mà thầy Dũng với lại Tóc Tiên vừa cho. Và tôi xin mời hệ thống cho chúng tôi thấy tọa độ mới vừa được ấn định. Và ma trận bắt đầu. Mời em. Bạn ấy không mất quá nhiều thời gian đâu.
thôi rồi, không còn gì để nói nữa rồi. Nó khó tả lắm thưa quý vị. No, 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 no. Lên và không thể tin được những gì nó đang diễn ra trước mặt. Xin chúc mừng Huy Hoàng. Và đây là phần thưởng của Huy Hoàng. BeWit sẽ giúp em thông minh hơn người. Số mà anh Nam sẽ dành cho Huy Hoàng. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi bây giờ đây kiên cường khi tôi là chính mình, người sẽ ngước nhìn. 120 thưa quý vị. Huy Hoàng siêu trí tuệ Việt Nam.